Theo các chuyên gia, bà con nên lựa chọn sử dụng chế phẩm EM trong nuôi tôm. EM là chế phẩm sinh học tập hợp hơn 80 chủng vi sinh vật khác nhau. Trong đó, có 5 loài vi sinh vật kỵ khí và hiếu khí thuộc các nhóm vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lắc tích, nấm men, nấm mốc, xạ khuẩn sống cộng sinh trong cùng môi trường. EM là dòng vi sinh vật dễ nhân lên về mật số, nên bà con có thể áp dụng phương pháp lên men kỵ khí, tạo ra các sản phẩm thứ cấp để sử dụng, từ đó tiết kiệm chi phí. Thứ nhất, để ủ vi sinh thì bà con chuẩn bị cho một cái xô bằng nhựa mà chưa có dùng qua các cái vật dụng khác, xô mới càng tốt. Thứ hai là chuẩn bị cái EM gốc, mình mua từ những cái cơ sở có uy tín, đạt chất lượng tốt. Còn nếu mình mua cơ sở không uy tín thì mình về ủ nó sẽ không đạt yêu cầu. Thứ ba là mặt đường. Với thùng chứa 50 lít, bà con tiến hành bơm vào thùng chứa nước ngọt sạch khuẩn. Sau đó cho 1kg mật đường vào khuấy đều, sao cho mật đường hòa tan trong nước. 1kg EM gốc khuấy đều cho tới khi hỗn hợp được hòa tan với nhau. Bà con tiến hành đậy nắp và ủ ở điều kiện yếm khí trong thời gian 7 ngày. Và nhớ là trong quá trình ủ không có được dở ra xem thử, vì dở ra xem là nó sẽ bị có oxy đấy. Nếu mà ủ đúng phương pháp và vệ sinh tốt thì nó nghe cái mùi thơm thơm, chua chua, ngọt ngọt. Và nếu mà đo pH thì pH nó khoảng dưới 3,5. Thứ hai nữa là khi mình nghe mà nó có cái mùi lạ, có cái mùi hôi hoặc là mùi thối vân, đó là mình ủ nó bị hư. Và cái đó là nên bỏ, không có được đánh xuống ao nuôi. Đánh xuống ao nuôi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đối tượng nuôi của mình. Sau 7 ngày, bà con thu được sản phẩm EM cấp 2. Bà con có thể sử dụng để trộn với thức ăn hoặc xử lý môi trường ao nuôi. Bà con có thể sử dụng chế phẩm EM cấp 2 trộn với thức ăn cho tôm với lượng 50ml trên 10kg thức ăn. Thì mình sẽ ủ kín trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi cho ăn, để cho các sản phẩm nó ngấm đều vào viên thức ăn, và mỗi viên thức ăn thì nó đều có cái thành phần phối trộn của mình một cách đầy đủ, sau đó bà con cho tôm ăn. Để xử lý môi trường ao nuôi, bà con sử dụng tiết EM cấp 2 tạt đều xuống mặt nước ao. Tùy thuộc vào độ tuổi của tôm, bà con tiến hành xử lý cho phù hợp. Với tôm giai đoạn mới thả nuôi, bà con xử lý môi trường định kỳ từ 5 đến 7 ngày một lần. Khi tôm bước vào giai đoạn từ 2 đến 3 tháng tuổi, bà con có thể xử lý 3 đến 5 ngày một lần. Khi tôm đạt từ tháng thứ 3 trở đi, bà con cần xử lý 2 ngày một lần. Khi mà mình đưa xuống ao thì bà con cố gắng là mình tạt đều khắp ao, không có nơi mà đứng một chỗ. Thông thường thì nhiều người dân hay đứng ngay cái đầu quạt nước á, rồi tạt xuống đấy và cứ nhờ quạt nước nó đảo cái dòng ra. Tuy nhiên như thế là nó sẽ không phân bố đều cái sinh vật trong cái ao của mình, và nó sẽ có một số chỗ nó cục bộ gây nên thiếu oxy cho đấy. Cho nên là tốt hơn hết là mình cứ tạt đều trên ao, rồi mình quạt nước hết cỡ, mình tạo cái sự nó phân bố trong cái ao mình cho nó thật đồng đều.